Toàn lờ lờ luôn, lờ Nga luôn. Con chém chép. Con chém chép. Bruh. Lại anh Marin Nguyễn luôn. Lại anh Marin Hoài. Cắn trộm phát nhở. Nãy giờ mở hơi lỏ, cắn trộm một phát đi. Cắn trộm đúng một phát rồi. Cắn trộm đúng một phát, xin lửa đấy. Eto. 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 Bóng bình nhiệt ơi. Eto. Ôi, ôi. Ui, 127. Ui. Cắn trộm thành công. Cắn trộm thành công. Yes sir. Yes sir. Bầu Minh Nhật ơi, lấy lại hết của lần trước. Samuel đi ô tô. Hala Madrid. Hala Madrid. Hala Madrid. Phát cắn trộm siêu thành công. Ui. Bú kèo trên 124 50k. Ơ bú kèo 127 rồi mà. Wow. Xin anh em ấy. Ui cái gì ấy? Dorit. Ui. Ê hình như đây mới là Bầu Minh Nhật này. Ui. Ui cảm ơn. Ui cảm ơn Dorit Club nha. Ui. Ui cảm ơn Bầu Minh Nhật nhiều. Ui. Cảm ơn Bầu Minh Nhật nhiều nha. Sau cái đám cưới á, sau cái đám cưới là cái trả lại. Tôi không bao giờ mở hai gói CC liền cả. Tôi không bao giờ mở hai gói CC liền. Ui 44.000. Bởi gói còn bé gì nữa. Bé của lò đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn bé của nó. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu, gái hở phao câu, trai nhìn chảy rãi. Sao lúc nào tao mở ra siêu phẩm mày cũng phải làm một tí thơ mất vệ sinh đấy của lò. Tại sao vậy? Đức thì thôi không còn thua rồi. Ê, Đức ở ca là loyal là 120 cũng được đấy nhá. Ok. cũng được. GK thì được. Chứ vị trí khác thì không được. Nhưng mà GK, riêng GK thì ok nhá. Ok bú cái đức GK hoặc là CF ra Muller cũng được. Tơ ngáo đâu á, tơ ngáo bị chấn thương. Tơ ngáo này bị chấn thương không xem bóng đá à? Tơ ngáo mới bị chấn thương lặng luôn sao? ET. Nope. Rờ đúp kìa. Thôi Figo cũng được ấy nhở. Figo 9 lít, Figo min được cái gì mà được. Figo min có được đâu. Even tip cho rực rỡ. Đợi tí anh em ơi. Mở một tí đã. Mở chiêu chiêu tí đã. Ôi có con Eto là nó gánh cũng phải được nửa vòng sự kiện đấy. GK. Nói ơ tiếp ạ. Tôi ngào chấn thương rồi. Lò già. Ui, ăn quả Achilles rồi vẫn nhảy ra đây được. Ui, vẫn như là chưa có gì luôn ấy nhở. ITM nhở, được của ITM ở đây nhở. Cho Bầu Minh Nhật của tôi nhở. Em ghét. Phá ST. Trả kèo 124 mà thầy mở ác quá nên x2 cho 10. Ui cảm ơn lương 5 triệu nha. Cảm ơn lương 5 triệu nhiều nha. Đây quả kèo 124 50k là của lương 5 triệu mà. Cảm ơn lương 5 triệu nhiều nha. Ơ hình như nãy củ lỏ có kèo mà đúng không ta? Ê Hình như lúc nãy củ lỏ có kèo với tôi hay sao ấy. Thụy Điển đi rồi. Thụy Điển Henrik Larsson rồi. Đúng không? Hình như củ lỏ có kèo với tao ấy. Củ lỏ 124 một lít. Rồi luôn. Ủa anh em nhớ dài thế. Thôi đùa ấy. Củ lỏ á. Thôi xin phép mà không lấy kèo củ lỏ. Củ lỏ đã gọi là gửi tôi 2 lít làm event cho anh em chơi rồi. Đó. 5 lít là trên 50.000 tỷ á. Thế á? Bao nhiêu trên 50.000 tỷ khó luôn đấy nhở. Ơ Ivan có đồ 3 lại Inter này. Ui toàn thằng Inter mà. Ui. Có khi nào hôm nay mở ra Phốc Lan CC không nhở? Có khi nào hôm nay tôi mở ra Phốc Lan CC không ta? Ý CF. Ai nhở? Trời ơi, Di Natale. Argentina, ST. Ôi, lại Inter. Milito. Ui, gạo Inter này mở led. Thế nhở? Chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui, gạo Inter mở led đây. Không tính còn cả tôi xanh chín. Đừng nói thế. Check bang đi. Bây giờ. Ui sợi ơi, cộng 1 lít từ củ lò, cảm ơn củ lò nhiều. Ui, củ lò lét thế nhờ, không, điền quá. Củ lò, đùa đâu, rồi 2k7, thật sự luôn 2k7, nhưng mà chín chắn. Như một chàng trai sinh năm 87 luôn, thật sự quá chín chắn luôn. Pháp á, Pháp lờ đúp, ơ, Ginola. Ui, bố anh em ơi, Ginola, bố. Ui, ok. Ui, Ginola này không phải Inter nhở? Nhưng mà cũng bú. Ui sao con này bú ta?
Thôi giờ mở 2HR nhiều rồi. À, bên gà rán đổi đổi cho em sang có 23HR đi. Cho em quả phóc lan cái. Em cần quả phóc lan rồi đấy. Em xin quả phóc lan cái. Cỏ bốn lá đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Em bận quá, lâu quá ca gặp thầy. Ôi mà ôi. Dạo này thầy béo thế nhỉ, chấm à. cây. Cảm ơn quả bốn lá nhiều nha. Quả bốn lá lâu ngày mới trở lại mà nói chuyện nghe đáng yêu thế nhở. Papin mới VIP á. Papin à? Papin là. Ôi, 23HR thật đấy. Ba Lan thì đi rồi. Ơ, Ba Lan ST. Ba Lan ST, Lê Quan à? À. Sở Mô La Rích. Tưởng Lê Quan. Lê Quan mùa này làm gì có ta? Thần Phôi à? 120 được mà, 120 được mà. Wow, Smiley. Bắt đầu lại. Ui, Ginola tiếp anh em ơi. Ui, bù. Vai trưởng, mở ghê không? Con này mở ngon không? Ui, Ginola tiếp luôn mà. Bù. Thôi, lốt trầm rồi. Bé Khăm Thụy Điển rồi. Ăn cái lốt trầm vào đầu luôn. Ăn nốt trầm vào đầu luôn. Sao thầy lại ban Smiley của em? À, anh Nguyễn này Smiley của em mà. Thằng Smiley 10 phút, anh Nguyễn 1 phút. Smiley của em với chúng tôi là nhờn. Ê, Matisio được nha. Bú nha, 122. Ok, bú. Ui, sao gói này mở ngon vậy? Toàn 120, 121, 122 mà. Ui, 23HR cờ Uruguay nhờ. Xin cái 23HR Uruguay nhờ. 23HR Uruguay. Ở 22 thôi. Lại Ivan Cordoba cũng được, 120. Hơn 1.000 tỷ, ngọt sặc. Inter Milan. 23, Uruguay. Thôi xong rồi, lại Lê Quan, bố Lê Quan rồi. Tiền bối của Lê Quan cũng được, cũng 120. Ê, sao từ bao giờ mà gói này ngon đấy nhở? Hình như phải chơi 10 vòng mới biết là gói này ngon anh em ạ. Chơi 10 vòng mới biết hay sao ấy. Chứ bình thường tôi chơi 1-2 vòng cho anh em, tôi mở gói đấy lỏ lắm. Kiểu gì cũng làm được một gói ITM. Kiểu gì tôi cũng bắt được con ITM ở trong 6 gói này, tôi hứa. Ơ, mở gói này nhở, kiếm ITM phát nhở. Kiếm ITM phát nhở, kiểu gì mà ITM thật sự luôn. Clear rõ rồi. Clear kèo 250 rồi. Thôi không quẩy sớm đâu, nhưng mà khả năng cao là clear rồi. LB. Ý CM. Ơ, Peklo 121 đúng không? À, 120 rồi. Ôi, Peklo 2000 luôn hả? Ghê vậy ta. Nào, chúng ta đến với gói HG nào. Bạn may mắn sẽ nhận về cho mình những thẻ gana 2 lít Tới từ A Long. Bên trái đỏ rồi, bây giờ đến bên phải đi. Khoảng trắng bên phải đi xem nào. Tây Ban Nha, không ăn thua. Ơ, tên này xin mở Xavi. Bú anh em ơi. Sao Uniwet. Bú. Trời ơi, 3.000, ok. 3.000 ok nha. Sao Uniwet. Xavi là xong rồi à, Xavi thì bú quá. Ai trúng được á? Biết đâu có anh em đoán được. Anh em sao vậy? Hiếu gì, bao nhiêu anh em chơi mà. Có bạn trúng mới kìa. ITM đấy nhở. Ôi, VTB. RM. ST Rooney bú nha. Rooney chứ được 2.000 thế sao ấy. Ok. Hữu Đức đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Buổi luyện tập xứng danh kiện tướng đấy chứ. Kiện tướng mở thẻ mà. Ui, Rooney cho cưng biết đánh cả gốp. Cho cưng còn đánh cả gốp. Được chưa? Ok. Đồng. Ui, cảm ơn anh Tuấn Anh. IT 123 cộng 123.000 đờ. Ui, để em cố săn nhá. Để em săn. Em nhận luôn anh ơi. Để em săn anh ơi. Ôi, không ITM rồi. Lỡ. Aken, CB, Romero. Romero thì hình như là hơn 1.000 thôi sao. Ây à, Romero cũng 2.000 cơ à. Uầy, được ấy chứ. Khá bú. BTB. Tây Ban Nha, RB. Ê, Cavahan bú nha. Hala Madrid hình như là 3.000 thì sao ấy. Ôi, mở kìa. Chúc mừng bạn Lê Quang Trung nha. Chúc mừng em vừa trúng event Saun. Đó. Xíu nữa anh em nào trúng thì inbox fanpage nhận quà nha anh em ơi. Bú, Cavahan,
Bé Củ Lỏ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Củ Lỏ nhá. Thầy làm event của em chưa nhỉ? Để em đi ngủ. Cái sau đây anh Pháp ST, Pháp CM, Rabiot đi, đừng Toliso. Rabiot Toliso. Anh Hà Lan CM, Hà Lan lờ đúp á. Gapo à? Gapo được có 1.000. Con thua nhờ. Nhưng chưa giờ tôi mở được Hurricane gói này luôn. Ước gì ngày hôm nay mở được cho bầu Minh Nhật Hurricane. Anh ST Hurricane. Anh Hà Lan ngoài CDM đi rồi. Cúp Melier rồi. Ê anh Thành. Cho anh Thành. Vãi chứ anh Thành ít tiền vậy. Anh Thành ít tiền vậy ta. Làm của bé Khăm nhờ, bé Khăm anh đi. Cứ xin cái cầu anh đi Hà Lan CM. Rời lửa. Vai trường X2 anh Thành hả? Double kill. Ủa đâu, sao anh chào ám thế? Đùa anh Thành ơi. Từ từ đi chỗ khác đi. Vai trường mở toàn em anh An. Mở ra toàn em anh An không. Mở hai cái bút luôn mà. Hai cái bút luôn. Hai cái bút hết mực. Ác thiệt. Cáp Đức, Đức ở sau 1. Đức RB, Philip Lâm. Philip Lâm mày có được tiền không vậy? Ý thế. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Hết event nó nổ hai con á. Còn hai cái event nữa mà. Ấu hai cái event thì thiếu gì gói. Còn một gói HG với một gói LN7. Đức CB. Ra đen xì. Phải đen xì xì ấy. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7%. Và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Hết event nó nổ hai con á. Còn hai cái event nữa mà. Ấu hai cái event thì thiếu gì gói. Còn một gói HG với một gói LN7. Đức CB. Ra đen xì. Phải đen xì xì ấy. Trắng thế, sủa lên. Trắng thế. Trời ơi, sao da nó trắng vậy. Cắn trộm vào đây. Để cắn trộm cái anh em ơi. Bên phải công thức, à công thức bên trái nhầm. Bên trái. Nhưng mà tôi nghĩ gói này khó. Khó lửa lắm. Gói này nghi quả pháo bông, gà rán để ý mình rồi. ST Toret, Toret. Lam mô dìa Phật, Lam mô dìa Phật. Có lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật. Bé Củ Lỏ đã chi phối thầy Lân với yes sir. Fernando Torres. Yes sir. Si là cho. Mày cắn vắt nào đau vắt đấy luôn. Cắn vắt nào đau vắt đấy luôn. 1, 2, 3 luôn. À không phải. Nhưng mà kèo của anh bộ đội là ITM. Khấn rồi ơi. Mở thẻ khấn được mà. Mở thẻ khắn được mà. Cắn hết đi hay không. Người ta đâu gọi là cắn trộm rồi. Ai lại cắn hết. Để danh, để danh. Cái này để làm event này. Qua đây, qua đây, qua đây anh em ơi, qua đây nha. Qua đây nha. Lính mở luôn, trời trời. À, sợ gì mày, sợ gì mày. À, anh, CM. À, anh, CAM. Ôi, Sati. À nhầm, Salah, quên à, Mohamed Salah. Bú, ui, 8.000. 8.000 là bú không? 8.000, ơ bú mà. Con này phải top 10 sao ấy. Đúng rồi, con này top 10 mà. Mohamed Salah. Bú đậm không, đậm lắm, con này top 10 đấy. Con này hôm nay nhớ mới mở gói đặc huấn top 10 luôn. Sao mình hô Sa Tị nhỉ? Xin lỗi mấy anh em nhá. Bú gì hôm qua mở Hà Lan 125 ấy. Đấy là cộng 6 huynh ơi. Nào, làm cái event tiếp anh em ơi. Event tiếp theo là của Cỏ Nủ, Cù Nỏ nhá. Rồi làm nốt gói 105 nhá. Yo, even 2 lít của Cù Lò. Here we go. Đổi quả cảnh đấy, đóng quả giữa tâm này. Giữa tâm luôn. Nhất tiễn xuyên tâm. Và đây là Hà Lan CM. Hà Lan CB. Ủa tôi xong rồi, The VG rồi. The VG mới đau được không. Sao tự nhiên công thức đang ok lại. Đóng quả nhất tiễn xuyên tâm nhở. The VG. Smiley đấu tông thường giả hư không đạp gió đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ủa, Smiley donate ạ. Lâu không donate. Thì thôi. Thử donate xem có đen không. Đừng thử. Quay đùa. Điên thế, đừng thử. Inter à? Ừ. Hàng Inter. Chuẩn luôn. DVG là hàng Inter. À cắn trộm ấy. Ê, từ từ. Cắn phát này, cắn phát này đây. Cắn phát này, phát này cắn đẹp này. Phát này cắn quả này đẹp này. Quả này cắn đẹp luôn đấy. Khả năng là đẹp ấy.
À, CB kìa. Trời ơi, CB biết đâu không giá ảo luôn. Bắt đầu thấy ghê ghê rồi nha, hai quả cuối bắt đầu thấy ghê ghê rồi nha. Đi thì không đi, 120 vẫn ok nhưng mà bắt đầu thấy ghê ghê rồi nha. Mẹ Smiley luôn đô lết cái min luôn của tao. Không min được. Không, hai quả này tôi nghi ấy, hai quả này nghi ấy. Không thoát được hết đâu. Không thoát được hết đâu. Cố gắng nhỏ cho tôi nhá. Làm quả icon the moment trước đi. Xong thì anh em tiếng kết, kết bằng tiếng LL70 nhá. Bây giờ mở ba gói này xong kết bằng tiền. À, chúc mừng bạn Hải Phạm nhá. Chúc mừng Hải Phạm. Xong tí kết sự kiện của Lemaria bằng gói kia nhá. Công thức rồi nhở? Góc trái rồi nhở? Uầy, Brazil phát xong luôn đấy. Brazil khóc luôn. Hứa. Brazil cam kết rồi đấy. Parisi à? Ui, chỉ số to ấy chứ. Được ấy chứ. Ui, Cannavaro cũng được ấy chứ nhở? 122 làm gì? Cũng ok. Bú 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 bú. Được mà. Ngon 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 ngon. Parisi thì ngon hơn à? À, Inter luôn à. Cannavaro trước đá Inter bao lâu nhỉ? Đấy, đá 3 năm ạ. Đá ít vậy. Không thoát được, thật sự luôn. Phát này tôi nghi là min. Phát này em Hải Sa Tị hoặc là gỗ đồi hoặc là Pukki. Hả? Alautovic. Bruh. Ui giời ơi. Sao càng ngày nó càng tụt dần vậy? Sao càng ngày nó càng tụt dần vậy? Thoát được mấy quả phôi nhưng mà thoát được mấy con rác nhưng mà sao nó cứ tụt dần vậy ta? Nó sắt ê, có khi nào nó tụt xuống đấy không? Có khi nào nó tí nó tụt phát xuống em Hải Sa Tị không? Lại Inter. Lại Inter luôn. Ui thằng thề luôn, thằng Smiley từ lúc donate. Ui, từ lúc donate anh em mà cắt ví hộ tôi phát. Pukki đến đây. Here we go. Pukki có bẹ bài. Tao chơi mày luôn này, tao chơi mày luôn. Mày Pukki với cả tao á. Tao chơi mày luôn. Ok chưa? Tao mày chơi một cái xem thằng nào ghê hơn nhá. Vào. Bruh. Ghê ấy. Kinh trái nhá. Kinh trái này hả? Kinh trái nhá. Mày ghê ấy. Được, mày ghê ấy. Mày ghê thật. Ui, nó ghê vãi bìu. Ui, từ lúc nó đô lết. Ui, từ lúc nó đô lết đi luôn hết luôn mà. Mày ghê thật. Bằng cấp ấy. Ghê quá. À, sao nó ghê vậy ta? Nó kinh quá. Không ăn được, không ăn được nó thật. Cả đời chơi sự kiện sợ mỗi Smiley thật. Cuộc đời này, cả cuộc đời này anh không tha thứ. Tình cờ ra rô béo đá Inter à? Ui, làm cái event nhỉ, làm cái event nhỉ. Lọc cái, lọc cái, lọc cái. Bờ lăng giá ảo. Lê Ma A đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Zaletti Inter. Đang gõ đầu nết cắt vía nó. Em mờ nhờn, thích hơn thua với nó cơ. Em mờ đi. Mà cái tôi lớn quá. Cái tôi lớn quá. Event cuối cùng anh em ơi. Event cuối cùng nha. Đó, ok các em ơi. 11:51 đến 11:54 nha anh em ơi. 54 nha. Let's go, here we go. Tranh thủ ngồi tính tiền cái nhờ. Tranh thủ ngồi tính tiền cái nhờ anh em nhờ. 44 là đến con Antonio Silva. 134.000. Kéo xuống dưới này. Chỗ này chắc được thêm tầm, chỗ này được 10.000 nữa không ta? Ui, vãi trưởng. Ui, 134. Ui, ui đúng đủ. Ui, hơn 250.000 mà. Ui, thế hôm nay bú đẫm mà. Nhở. Lấy tính trung bình là 10 vòng, 10 vòng mà hơn 250.000 tỷ. Là một vòng được hơn 25.000. Ui, thế bú đẫm ấy chứ. Mở quả này ra rô béo xong luôn nhở. Seva được không? Không có Smiley chắc phải 300.000 cũng mạnh lắm ha. Mới cuối nó ám kinh quá cũng mẹ mày gọi này. Đang từ Eto này, xong giảm đến Torres này. Xong rồi giảm đến cái gì nhở? Mấy quả CC tiếc ấy, mấy nhìn cuối xong giảm đến con Simon Kier. Xong ăn Lautovic, xong về con Campos giảm dần giảm dần giảm dần. Thật như quả không có Smiley là khả năng là đẫm thật. Không có Smiley quả năng 3 lít. Ông cứ thích hơn thua nó cơ không phải. Cái tôi nó cao quá, nhiều lúc cái tôi mình nó cao quá, con người mà. Cái tôi nhiều lúc nó cao. Mình cứ lóng đèn với cả thằng nào là mình va với cả nó luôn. Thôi lần sau để kiềm chế lại nha anh em nhá. Không ăn nó thật. Xong ngày hôm nay hứa luôn kiềm chế lại thật. Lần sau sẽ không so đo gì với cả thằng Smiley nữa, nó ghê quá. Ôi anh em ơi, tắt bình luận vào sân nào. Yo. Đấy là con kim trung động không ăn thua.
kim rung động không là gì cả luôn ấy. Thật, quả kim rung động đúng là không là gì cả với cả quả smiley này luôn. Quả smiley này mới là vãi bìu. Thóc trái đi, công thức đi. Brazil. Smiley LB. Với tổng cường dưới đường đạp gió đã chi phối thể lân với người Hà Nội 121. 21 con mẹ mày luôn đây, chơi bố mày đi con chó. Bù mang đi ly, chơi tao đi. Mày thua, mày không thắng được tao đâu. Con súc vật. Yes sir. Man đi ly. Ok. Bú phát cuối cùng. Ngọt sặc. Chơi tao đi. Mày là người thua chung cuộc. Đó. Mày đừng có bỏ cái kiểu canh canh. Lúc tao mở xong mày ám nhá. Ok. Trời ơi, Paulo Mandili gỡ lại một gói CC. Trời ơi, bàn thắng ở những phút cuối cùng. Chửi tiếng miền Nam mới Netflix. Đủ con đí mà em Smiley nhá. Đúng không? Công bố bạn trúng thưởng gói này đã. Ui, gói này khó đấy. À, con này hơi khó đấy, khả năng là đấy. Ui, ai nghĩ ra được của Manili à nhở? Ai nghĩ ra được? 22.000, trao tay 23.000 luôn mà. Ui, ui Manili 23.000, mày đớ. Bằng rồi, trời ơi. Ui, hình như là đầu tiên tôi được mở được Manili LN đấy. Bạn Vác cái đi. Bạn Vác Kinh Mega. Chúc mừng bạn Vác Kinh Mega nha. Rồi em ơi, ngày hôm nay thì tổng kết lại là full 10 vòng Power Shot ngọt sặc. Chúng ta sẽ đã thu về được gần 300.000 tỷ. Nói luôn là gần 300.000 tỷ. Cảm ơn ngày hôm nay, thật sự cảm ơn những người, những cựu học sinh của trường làng, những cựu gọi là những người anh, những người bạn, những người em. Cảm ơn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh Tớ, cảm ơn tới Sắc Minh Nhật. Và đặc biệt cảm ơn tới ai ạ? Bầu Minh Nhật, người đã cho tôi 10 vòng sự kiện mới này rồi một lần nữa. Và cảm ơn anh em trường làng rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm thời chia tay nhau nhé anh em nhớ. Hẹn anh em vào ngày mai bùng nổ anh em ơi. Mãi yêu anh em. Con mẹ chó Smiley nhớ mặt tao đấy. Coi chừng tao đó. Bye bye anh em.